Chào các bạn nha. Hôm nay mình có ra đồng quay máy cắt luôn mấy bạn ơi. Máy này 70 nha các bạn, chạy ghê lắm. Này trúng với mấy bạn ơi, một công 20-22 bao không, công từ tấn 1 tấn 2 luôn mấy bạn ơi. Cái này là mình đang ở ngoài hè nha các bạn, cũng gần khu vực nhà nha. Lúa này trúng lắm mấy bạn ơi, một công 22 bao không à. Máy cắt quá đạt. Quá đỉnh luôn mấy bạn ơi. Máy này sáng giờ cắt 3-40 công rồi đó các bạn. 40 công rồi đó. Ít lúa mấy bạn ơi, có mấy chục công à. Bữa nay thu hoạch hết luôn rồi. Quá chạy. Chỉ còn có mấy công nữa là xong rồi nha mấy bạn. Hôm nay bị thắt chuột rồi. Cụ kéo lúa ra gần tới mấy bạn ơi. Xa xa bờ bên kia cũng có cái máy cắt cắt nữa nha các bạn. Bao đó được 5-7 kg không? Cỡ 5-7-5-8 kg không? Bao lúa nặng lắm mấy bạn ơi, 50 mấy ký không à. À, có một đứa em bé đang chạy luôn nè. Ê cử coi, cái
trúng lắm mấy bạn ơi, mới cắt có mấy dòng mà bao nhóc hết trơn rồi. Quá bao. Mới cắt có 3 dòng mà bao nhiều lắm mấy bạn ơi. Khuôn đất này cũng nhỏ nè, khuôn đất này cũng có 200 mấy à. Giống gì à? Đài Thơm hả? Lúa quá trúng rồi, năm nay trúng mà giá cao nữa. Chủ ruộng đang cắt lúa sót mấy bạn ơi. Hôm nay mấy ảnh bằng lúa trúng mùa được giá luôn nha. Các bạn nào có coi video của mình thì nhớ ủng hộ, đăng ký, chia sẻ cho mình like mấy bạn ơi, để làm động lực tinh thần cho mình tiếp tục quay nữa các bạn. Phải cắt quá nhanh mấy bạn ơi. Máy này cũng mua vòng vòng khu vực ngã ba Lầu Tẻ không nghe mấy bạn. Đất này cũng gần tối rồi mấy bạn ơi. Thôi mình cũng kết thúc video nha. Hẹn lại video mới nha các bạn. Nếu các bạn nào có xem video của mình thì nhớ ủng hộ, đăng ký, chia sẻ cho mình like nha mấy bạn. Quá siêu đỉnh luôn. Kết thúc video nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại video mới nha.